anh em lên mua nha. Wow, sao lặng quá đó. Ồ, lặng quá đang bỏ luôn á. Tám anh em đang thả giạc xuống, không biết chiếc máy này của idol nào nha. Idol nào thì vô nhận nha các bạn. Nói chung là mình gặp rồi mình quay thôi chứ mình cũng chưa có biết. Máy này chắc mình đoán chắc anh em ở An Giang chạy đồng xuống quá. Ở đây các bạn, tài xế 108 đang quay tiếp tục cây 108 Kubota. Nói chung dòng 108 thì các bạn biết rồi, cái hơi nó rất phao, rất nhẹ luôn. Nhưng mà không biết máy này anh em có bình độ gì hay chưa thì mình chưa biết nha các bạn. Rồi các bạn nghe cái hơi nó tự ra thì các bạn nghe cái hơi nó o rồi đó. Cái tiếng o của nó nghe thì sướng lỗ tai. Lúc nào máy chạy cũng vẫn phao. Trời đang mưa. Hết rồi luôn. Gấp rút rồi. Thì bữa hổm mình có quay một máy của là An Hoàng. Thì anh em mới khui thùng, là không phải khui thùng mà mới mua, mới ra đồng mà chạy ở đồng nông trường luôn các bạn. Anh em ở An Giang. Nhưng mà giá 700 đó. Nói ngay giá 700 là giá qua cam mua nha. Mua máy nước 400 giờ 700 triệu. Còn cái này thì không biết anh em đập thùng hay là mua nước nữa. Mình thấy mình quay cho các bạn xem thôi. Chứ mình cũng không biết, không có hỏi anh em được. Nói chung hiện tại bây giờ anh em đang gấp rồi. Tại trời mưa bão tới, giờ gấp là chỉ chạy thôi. Không có thời gian để nghỉ nha các bạn. Vô chạy là anh em không kịp ăn cơm luôn á. Vô mấy tháng này hé hé lên rồi là bữa liền. Nói chung mấy dòng 108 này thì mình cũng chưa có thấy máy nào mà anh em đã binh độ chạy tốc độ dữ hết nha các bạn. Nói chung tốc độ thì mình thấy nó cũng tầm chung chung thôi, tầm mà nhích hơn 100 một tí, chứ mình cũng chưa có thấy anh em binh lên những cái gì hết. Có một chiếc mình quay anh em ở Sóc Trăng là anh em là lên tâm một tắc chính thôi. Máy này thì chưa biết ra sao. Trời, cái đít gom nó gà ngãi hồn luôn. Cái dàn lúa này cũng quá dày lúa luôn nha các bạn, dữ lắm dàn lúa. Còn bên đây cái bé mưa chạy nè. Quay 108 bây giờ mấy cây bé mưa nó gọn rồi nè các bạn. Quá nhỏ luôn ha. Ây cha, qua mẫu luôn à. Ủa sao vậy ta, quay đầu không được hả? Ô chơi qua mẫu luôn hả?
qua mẫu qua trả lại. Ok ạ. Wow. Mở hai lần chì giữa. Ôi chơi chiêu vậy. Đúng là bão tới cản không kịp. Bây giờ mưa chạy luôn á. Này thì chắc anh chủ ruộng các bạn. Để mình kiếm chỗ mình núp mưa tí xíu các bạn ơi, để ướt cái máy. Rồi tiếp tục các bạn. Anh em đang chạy xuống. Siêu to cái máy. Đúng rồi, giờ mà cây 108 rồi, giờ cây 70 cái nó gọn ghê nha các bạn ha. Chừng mà lúa đang chậm. Sập một ít mà thêm nó cũng đứng một ít các bạn, cái dạng nó sập bể lỗ. Chích 108 mà nó tới 6 tắc các bạn, tính ra là nó đi lầy hay hơn 100 nha. Tại chích nó bề ngang lớn hơn mà thêm động cơ lớn nữa đó các bạn. À, đúng là cái chiếc máy này chạy các bạn nghe cái tiếng nó không khi nào nghe một tiếng bừa gióng gì chứ. Các bạn nghe gióng nghe tỉnh queo. Hay ra cái này anh em lên môi. Đây các bạn, cây này 108 anh em lên mui nha. Wow, sao lặn qua đó rồi. Ồ, lặn qua đang bỏ lúa. Trời đang qua đất chắc. Mưa chạy vậy. Chứ giờ chờ hết nổi rồi các bạn.
308 nó mạnh tỉnh. Cái hơi máy nó quá thừa sức luôn á ta. Như chạy chơi á, bạn nghe hơi đang cắt lúa sập. Wow. Trời ơi, nó phóng vô một cái. Bữa nay mới nghe cái tiếng máy nữa phóng nha các bạn. Các bạn thấy nó gượng một cái thì ghê mạnh không? Là con hó cái nó lên liền à. Đúng rồi, cái độ gượng nó mạnh ghê ha. Là con hên cái nó lên liền, còn của mình là nó ỏ các bạn. Quá trời ha. Hàm lớn ghê, cắt cái muốn hết miếng này. Rồi chờ tí xíu nay em chạy xuống quay các bạn. Máy kéo chạy kìa các bạn. Đó. Đây là cái máy kéo bên 70 nha. Rồi còn đây thì chị chú ruộng đang lội để cắt lúa sót lại đó các bạn. Các bạn thấy trời dăng dăng và trời đang mưa không? 70 lên tới trên. 70 nó nhỏ. Quay bây giờ 108 nó bự. Làm như cái miếng này nó lúng hai cái đầu vạc các bạn. Cái anh em về thấy thì cực khổ mấy cái đầu vạc. Ây cha, máy kéo qua mẫu cắm đầu. Qua máy kéo nó cũng quá to luôn á ta. Cái đầu qua này cũng hơi lúng rồi. Rồi anh em có đường qua đó. Quất. Bảy mươi đôi với 108 mà. 70 bên đây cũng hốt quá trời luôn rồi nè. Blood 2018 hả? CLV thì 2019. Rồi cây này. Rồi là cây này 2019. Có khi anh em lên tem lắm nha các bạn. Ăn đi con. Cho đó hả? Ừ im vậy. Cho thì chú nhận. Cảm ơn nha. Đi quay. Nè các bạn. À, mời các bạn cho mọi người cùng ăn bánh trung thu với mình nha. Đó, mình đi quay mà mình cũng không nhớ ngày nữa rồi. Cháu nè. Đó. Cháu mình nó tặng cho mình một miếng nè. Thôi, mời cả nhà ăn chung với mình nha. Một miếng bánh trung thu. Đây các bạn. Ngon quá. Đúng là không có gì bằng đồ cho nha các bạn. Đây thường thường ta nói về đồ cho với không ăn dụng mà. Ngon lắm, ngon ha. Rồi đang chạy vô nha các bạn đây. Đó, thấy miếng lúng à. Lúng và sập nữa nè. Bạn coi 108 vượt nha. Trời đang mưa luôn á.
bây giờ là chạy không có phân biệt trời mưa trời nắng này các bạn. Này dữ lắm nè. Đó mà anh em ve lại là nó cắm liền luôn á, ve không có thế luôn. Đó giờ anh em đi tới một cái một lên luôn nha. Phải nói ha. Rồi sẵn anh em vác cái mẫu luôn. Cái cộ này hình như là của Úc Linh, đúng rồi, cộ này là chữ lắm chở nha các bạn. Rồi cộ Úc Linh nè ở An Giang, đúng như vậy là đồng này máy này của anh em An Giang chạy đồng. Cộ này thì anh em mà chở hai lớp thôi là 100 mấy đó các bạn. Cổ này thì thôi cổ lên cổ siêu dài luôn, dữ lắm cái cổ này. Đây là siêu cổ á. Dữ lắm cổ lên dài lắm, dài mà cái sườn nó dòm chắc chắn lắm các bạn. Các bạn làm dòm cái sườn nè, dữ lắm. Cổ Úc Linh thôi à, siêu dài. Úc Linh này ở hình như là ở Vĩnh Gia nha các bạn. Cậu Úc Linh